Còn bây giờ tiếp theo là cái bằng ủi giá rẻ nè. Bằng ủi giá rẻ này thì nó có gửi giới thiệu là bốn tầm giá, bốn loại khác nhau. À, thì hello, kính chào quý vị. Thì tiếp theo cái video vừa rồi á, là mọi người có cái nhu cầu là muốn muốn xài những cái bằng ủi giá rẻ, xài kiểu nhà nghèo giống như hai lúa. Thì mọi người thường hay có cái ấn tượng xấu với lại cái hàng Trung Quốc. Thì nhiều khi luôn nghĩ như vậy nó cũng không có đúng. Và lý do là do mình chọn lựa, mình mua rồi mình không có biết cách xài thôi. Chứ còn thực ra nếu mình xài đúng cách á, ông bà mình dạy là của bền tại người mà. Thì lâu lâu nó hư một cái món gì đó thì mình có thể mình mua về mình thay. Như ở video trước Lúa nói là hư cái gì thay cái đó đó. Thì lát nữa mọi người sẽ xem trong cái bằng ủi nó gồm những cái món gì, nó gồm những cái chi tiết gì mà nó hư thì mình có thể thay thế được rồi mình xài tiếp, ví dụ vậy. Thì trở lại là có nhiều người nhắn tin cho hai Lúa là làm nhà Lúa tư vấn là bằng ủi nào xài ổn, xài tốt. Thì Lúa đưa ra cái bằng ủi mà Lúa đang có nè. Thì mọi người im re luôn. Là bởi vì chắc là do cái giá tiền nó nhiều tiền quá, có nghĩa là hơn 1 triệu ha. Thì như cái bằng ủi này là bảo hành 12 tháng rồi tặng kèm mặt nạ ha. Còn cái tên model của nó là EAS94B. Đó, thì tại sao lại là EAS94B? Là bởi vì đây nè. Cái chỗ mà cái lỗ thông hơi nè, mọi người thấy nó có cái hình tam giác không? Thì ở giữa nó có con ốc nè. Nó có con ốc để mình tháo ra, thấy không? Để mình tháo ra lâu lâu, ví dụ như mình xài cái nguồn nước mà nó không được sạch hay gì đó. Thì mình tháo ra, mình tháo con ốc này ra rồi mình vệ sinh mấy cái lỗ thông hơi. Rồi trở lại vấn đề nước nữa nè. Cái nước mà mọi người đổ vô trong bình xài đó, thì phải đảm bảo là cái nước sạch một chút. Để nhiều khi mình ủi nó xì ra cái... những cái cặn bã, những cái chất dơ đó, nó làm dơ quần áo của khách. Như có đợt Lúa ở ngay cái kiểu kiếp ở trọ mà Lúa ở thuê cái nhà ở ngay cái chỗ mà nước nó phèn dưới dôi á, là khi mà Lúa ủi đồ đó là Lúa mua nước bình Lúa dùng, cho nó không có xài cái nước trong cái đường ống cung cấp. Một cái bình nước 20 lít, ví dụ như bây giờ cái giá của nó là khoảng chỗ thì bán 8.000, chỗ thì bán 10.000, chỗ thì bán 12.000 ha. Thì không biết là nó sạch đến mức độ nào, nhưng mà qua thời gian dài Lúa sử dụng đó, thì dùng cái nước đó, cái loại nước mà người ta bán một bình 20 lít đó, 8.000, 12.000, 10.000 tùy chỗ bán, thì mình đổ vô trong cái bình nước mình xài đó thì Lúa thấy ổn. Nó một thời gian rất là lâu thì nó mới có những cái cặn bã nó đóng vô cái chỗ này đó, vô cái mấy cái lỗ thông hơi nè.
Thì đó là đang nói cái bằng ủi mà chỗ cô lúa đang gửi đi là giá hơn 1 triệu ha. Thì nhiều người ngán tiền á. Ngán tiền không có mua. Thì bây giờ lúa sẽ đây là cái bằng ủi lúa giới thiệu là lúa đang có loại này ha. Còn bây giờ tiếp theo là cái bằng ủi giá rẻ nè. Bằng ủi giá rẻ này thì nó có lúa giới thiệu là bốn tầm giá, bốn loại khác nhau. Thì có bán ở trên tất cả các sàn thương mại điện tử, nhưng mà lúa chỉ quen cái Lazada với lại Shopee thôi. Thì lúa giới thiệu bốn loại bằng ủi bốn tầm giá như thế này ở trên Lazada và Shopee để mọi người tiện mua. Còn cách mua thì như thế nào? Trước nhất á là ví dụ như mình nhu cầu mình muốn mua cái bằng ủi tầm bao nhiêu tiền đó, thì một á, nếu mà biết tự đi lên Lazada với Shopee mua á thì cái đó không nói, mà mọi người yêu cầu thì lúa gửi cái link, lúa gửi cái thông tin để vào mua sản phẩm á. Thì mọi người tự vào mua. Còn những ai mà không quen á, thì lúa có thể đặt hàng giúp ở trên Lazada và Shopee. Thì khi đặt hàng đó thì người ta gửi hàng thẳng về rồi thu tiền của mọi người, lúa không có đứng kẻ giữa mà ăn tiền lời một đồng nào hết ha. Đó thì khi ai mà có nhu cầu đó thì bảo là lúa ơi gửi cái thông tin để mua cái bằng ủi tầm giá tiền đó. Thì có thêm một lưu ý nữa nè, là khi mà mình ở ví dụ như ở vùng Bắc Trung Nam á, mình ở vùng nào thì nhớ là phải nói rõ với lúa là anh chị ở cái vùng đó của cái miền Bắc hay Trung hay Nam. Để làm chi? Để mà cái cửa hàng mà họ bán ngay cái vùng mình ở đó thì có thể là họ sẽ giảm cước phí vận chuyển, hoặc là họ miễn ship luôn ha. Một là họ giảm, còn hai là họ miễn ship luôn. Đó là cái lợi thế mà khi mà mình chọn những cái cửa hàng mà ở ngay cái vùng mình sống á. Đó thì là như vậy. Rồi bây giờ là trở lại cái từng giá tiền của bằng ủi ha. Như cái này là khoảng 650 nè. Đó. Như cái bằng ủi này là khoảng 650 nè. Tiếp theo. Cái này cũng vậy ha. Ở cái này khoảng 670 nè. Thì không biết sao mà nó hơn kém 20 ha. Thì lát nữa lúa sẽ nói cho mọi người lưu ý chút xíu. Đó. Rồi như cái này là khoảng 700 nè. Ha. Khoảng 700. Đó. Rồi cái này là cũng tầm giá đó luôn ha. À đây rồi. Thì nhiều khi cái bằng ủi mà nó hơn kém nhau 20.000 hay 30.000 đó thì có thể nè, riêng cái bình nước này nha. Đó, mọi người thấy nè. Riêng cái bình nước này thì nó chỉ cần khác cái van này thôi nè. Đó, nó khác cái van này thôi. Thấy không? Cái van bằng sắt và cái van bằng nhựa. Đó, là cái giá tiền nó chênh lệch khoảng mười mấy 20.000 rồi. Đó, ví dụ vậy. Rồi thêm mà từng món linh kiện như thế này nữa nè. Đó. Chỉ cần cái chất lượng nó khác nhau một chút thì cái giá tiền nó sẽ khác nhau ha. Đó là cái lý do là tại sao là cái giá nó hơn kém. Rồi cũng không loại trừ cái lý do là cái người bán hàng đó, người ta lời ít lời nhiều. Ví dụ như cái bà này bà muốn lời 50.000, cái ông kia ổng cũng cùng loại luôn mà ổng muốn lời 70.000. Đó thì cái ông nọ hơn cái bà nọ 20.000 rồi, ví dụ vậy.
Còn về cái kinh nghiệm mà xài cái hàng cái bàn ủi giá rẻ như thế này, xài kiểu nhà nghèo kiểu hai lúa đó, thì mình cứ an tâm mình xài đúng cách ha. Xài đúng cách rồi một thời gian đó nó hư cái món nào thì mình thay cái món đó đó. Ví dụ như một thời gian nó hư cái núm giặn này đó, hoặc là nó hư cái công tắc này, hoặc là cái bơm nước này, hoặc là cái hộp điện tử này đó, thì có thay từng món hết. Thì bây giờ mọi người xem ha, xem từng chi tiết của cái bàn ủi mà nó có đó, thì nó hư cái nào mình thay cái đó, nó rất là dễ dàng. Nếu mà không biết thì cứ nhắn tin cho hai lứa, rồi hai lứa chỉ có cho cái cách thay. Với lại bây giờ trên YouTube là nó cũng không có hiếm những cái video mà hướng dẫn mọi người cái cách khắc phục cái bàn ủi nó bị này bị nọ đâu, cũng nhiều lắm. Vấn đề là mình không biết tìm ở đâu thôi. Thì nói chung là những cái cách khắc phục gì gì đó mà mình không biết làm hoặc là thắc mắc, muốn cần có một cái video hướng dẫn thì cứ nhắn tin cho hai lúa, cái số điện thoại Zalo ở trên màn hình đó, mọi người cứ nhắn cho hai lúa rồi hai lúa sẽ gửi cho mọi người những cái thông tin mà mọi người cần ha. Rồi thì mọi người bây giờ mọi người xem một cái bàn ủi giá rẻ dưới 1 triệu. Dưới 1 triệu thì nó có những cái linh kiện gì, giá tiền bao nhiêu, thì mình có thể mình mua để mình thay khi mà nó bị hư. Đó, bây giờ mọi người cùng xem ha, cùng xem cái bàn ủi là những cái thứ gì mình có thể dễ dàng mình mua để mình thay thế được khi khi mà nó bị hư hoặc là nó trục trặc, không có xài nó ngon lành nữa. Thì đây là cái núm điều chỉnh nhiệt độ nè, cái này cũng là một trong những cái mà nó hay hư nè. Rồi cái công tắc bằng bằng ủi nè. Đó, cái công tắc này cũng là một trong những cái mà nó hay hư nè, cho dù là hàng hiệu, hàng nhiều tiền gì đi nữa thì một thời gian nó cũng sẽ trục trặc, nó hư. À, quên nói luôn cái giá tiền ha. Đây, ví dụ như cái núm giặt nhiệt độ này nè, thì giá nó là 12.000 đồng. Đó, cái giá của nó là 12.000 đồng. Rồi cái công tắc này nè, cái công tắc bằng ủi này nè, giá của nó là 18.000 đồng, thấy không? Đó. Đây nó đây. Đó, giá của nó là 18.000 đồng. Người thấy không? Là cái công tắc. Rồi cái bộ dây nè. Thông thường cái dây thì người ta bán kèm luôn những cái thứ này đó, cái lò xo rồi nè, rồi cái cây vệ sinh soi mấy cái lỗ rồi nè, cái lỗ thông hơi nó bị nghẹt rồi nè nọ đó, có cái đồ để soi luôn nè đó. Một bộ dây nước nó bao gồm những cái thứ này đó, là giá nó là 33.000 một bộ như vậy. Thì dây nước á, thì nó có hai loại ha, màu này hoặc là cái màu xanh này đó, thì phổ biến là nó có hai loại như vậy, màu xanh hoặc là màu này màu gì, màu kem hả. Đó, đại loại là nó có hai loại phổ biến ha. Rồi cái công tắc nè, cái chỗ mà mình bấm để cho nước nó xì ra nè, thì cái này là giá 43.000 một cái đó. Khi mà mình bấm mà nó không có nhảy tách tách, một là nó hư cái này, còn hai là nó hư ở chỗ cái củ bơm á đó. Đó rồi, ví dụ như lỡ bị rơi vỡ rơi
rơi cái hộp này nè, nó bể vỡ cái hộp này nè. Đó, thì cũng có để thay luôn. Đó, đây nó như vậy. Cái này gọi là cái hộp điện tử ha, giá 45.000. Cái giá của nó là 45.000. Đó, phía bên trong của nó, cái hộp điện tử không có bao gồm cái công tắc ha. Nếu mà cái chỗ nào mà họ có để công tắc vô đó là họ cũng tính tiền cái công tắc luôn đó. Ví dụ như cái công tắc hồi nãy là giá bao nhiêu tiền đó, cộng với cái này 45.000 nữa. Đó, họ cộng vô. Nếu mà họ bán rời thì họ giá khác, còn bao gồm công tắc thì giá nó cũng khác. Đó, ví dụ như cái chỗ này người ta bán là bao gồm cái công tắc lắp vô luôn nè, thấy không? Còn như hồi nãy là không thấy. Thấy chưa? Đó. Rồi cái này là cái relay chỉnh nhiệt độ nè. Đó. Thì có nơi là bán riêng cái này. Đó, có nơi là chỉ bán cái này thôi. Còn có nơi là bán nguyên một cái hộp như vậy, nó bao gồm cái núm điều chỉnh rồi cái này nữa. Đây một bộ đầy đủ của nó là như thế này nè. Đó. Đó, một bộ đầy đủ nó như thế này, nó nằm trong cái hộp đẹp đẹp như thế này. Thấy không? Đó, cái relay điều chỉnh nhiệt độ ha. Đó, nó đầy đủ cái bộ của nó là ốc vít rồi lò xo đồ vậy đó. Giá của nó là 53.000. Đó. Rồi cái này cái núm và cái mặt dưới của cái núm điều chỉnh thôi. Thì nó hư là nó bị rớt cái miếng nhôm này ra nè. Lúc mà cái núm này nó bị hư á là do bằng ủi mình để lâu quá, có nghĩa là mình ngưng làm việc 1 tiếng hay 2 tiếng không có sử dụng bằng ủi, mà mình cứ không có tắt bằng ủi nên mình để nó nóng quá đó. Nó nóng quá thì nó sẽ chảy cái phần nhựa này ra, rồi nó bong tróc cái miếng nhôm này ra, cái miếng thiết này ra, thì là bị hư, không có xài được nữa. Rồi cái nắp nhôm nè, cái này gọi là cái nắp nhôm ha. Đó. Bây giờ là người ta bán luôn cái này nè. Đó, ví dụ mình xài lâu quá nó bị rỉ sét hay cái gì đó, hay là nó bị lủng gì đó, nó sét là nó lủng, thì mình mua về mình thay cũng dễ dàng. Giá nó dao động từ 55.000 cho đến 75.000, tùy theo cái loại bàn ủi nha. Tại bàn ủi nó có thông thường khoảng 4-5 loại trên thị trường á, 4-5 kiểu á. Còn loại chất lượng thì không nói, chất lượng thì quá trời à, giá tiền tùm lum hết. Còn về kiểu dáng đó, gọi là model á, là nó khoảng 4-5-6 loại gì đó. Đó, cái nắp nhôm này tùy theo cái giá tiền, giá nó dao động từ 55.000 cho đến 75.000. Rồi cái này là cái tay nắm nè. Đó. Cái tay nắm này thì có thể là nó không bao gồm cái này, hoặc là nó bao gồm, thì tùy cái theo cái giá tiền ha. Còn như đang trên hình mọi người thấy là nó bao gồm cái nút kích nước nè, là giá nó 99.000. Đó. Đó, rồi cái mà nặng nhất nè. Cái mà nặng nhất là cái đế. Là nếu mà bằng ủi kém chất lượng mà mình xài, không phải kém chất lượng mà là cái chất lượng nó đi theo cái giá tiền, chứ gọi kém chất lượng thì nghe nó hơi buồn. Thì cái chất lượng nó đi theo cái giá tiền ha. Ví dụ như cái loại mà rẻ rẻ tiền đó, khi mà bằng ủi đang nóng đó, mà mình ủi mà mình dằn mạnh tay xuống quá, nó cũng bị đứt cái dây điện trở ở trong cái đế này nè. Trong cái đế này nó có một cái dây giống như mình gọi là cái dây lò xo á, nó hình dạng nó giống như cái lò xo nhưng mà gọi là dây điện trở đó. Thì cái dây đó nó làm cho cái đế này nóng lên đó. Thì khi mà nó nóng mà cái chất lượng thấp theo cái giá tiền á, ví dụ như nó đang nóng mà mình ủi mình dằn mạnh tay, nó cũng đứt cái sợi dây đó ra, là coi như là thay cái đế này. Thì cái đế này hiện tại là giá của nó là 390.000 đó. Ví dụ như mình mua cái bàn ủi là 700.000 mà nó đứt cái này, thì mình thay cái đế này là hơn một nửa,
hơn một nửa cái bàn ủi mới đó. Thì cứ nhắc lại là tiền nào của nấy ha. Thì ví dụ như nghèo nghèo cỡ hai lúa thì ban đầu mình mua cái bàn ủi ít tiền mình xài, rồi khi mà mình làm việc có nhiều tiền thêm thì mình mua cái loại tốt hơn chút để mình xài. Còn mình xài cái hàng rẻ tiền thì mình chịu khó mình thay thế những cái mà thời gian ngắn nó sẽ hư đó. Còn cái hàng tốt một chút thì thời gian dài một chút nó cũng hư, nhưng mà thời gian nó dài một chút. Nhưng mà cái hàng tốt thì nhiều khi ví dụ như mọi người làm để bị rớt chẳng hạn, cái bàn ủi mà nó rớt, nó đang nóng mà rớt từ trên bàn xuống dưới nền á, là cái đế rất dễ bị đứt nha, chứ không phải tốt mà nó không đứt nha đó. Thì xài bàn ủi là mọi người nhiều người á thì hay nghĩ là cứ tắt mở, như vậy nó còn hao điện hơn nữa. Ví dụ như mình ngưng làm việc khoảng tiếng đồng hồ hay gì đó, có nghĩa là ngưng dùng bàn ủi khoảng tiếng đồng hồ thì mình có thể tắt bàn ủi. Còn ví dụ như là mình ngưng dùng 5-10 phút hay là nửa tiếng trở lại thì mình không nên tắt ha. Tắt nhiều, thứ nhất là nó hay hư công tắc, thứ hai là nó rất là hao điện, bởi vì nó nguội rồi nó cần phải làm nóng mà. Còn như cái nước dùng á, cái nước đổ vô bình á, thì cái giá tiền của mỗi bình nước 20 lít bây giờ nó cũng không có mắc lắm, 8.000, 10.000, 12.000 tùy chỗ bán, tùy vùng miền. Mọi người cứ sử dụng cái nước đó để mình xài cho cái bàn ủi nó được bền lâu một chút, nó đỡ bị nghẹt mấy cái lỗ thông hơi đó. Đã là bàn ủi hơi mà nó bị nghẹt mấy cái lỗ thông hơi thì làm sao mà xài, hoặc là xài rồi nó phun ra những cái chất dơ đồ này nọ, lỡ cái đồ mắc tiền của khách thì có phải chết không. Khi mà nó bị dơ rồi mình tẩy thì mình phải dùng hóa chất hay mình dùng cái gì đó mình tẩy, thì dĩ nhiên nó cái chỗ đó nó sẽ bị ảnh hưởng, mà gặp ngay cái đồ mắc tiền nữa thì thôi, chỉ có đền thôi. Rồi hai lúa xin tạm dừng video tại đây. Hai lúa kính chúc quý vị luôn vui khỏe và thành đạt.